Bạn có bao giờ thắc mắc chai nhựa thông thường có vòng đời ra sao không? Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Nó bắt đầu từ đây, những giếng dầu. Hàng năm người ta vẫn tốn hàng chục triệu thùng dầu chỉ để sản xuất chai nhựa. Dầu được đưa đến các nhà máy. Ở đây các viên nhựa ra đời. Và cũng chính từ đây cuộc đời của các chai nhựa chính thức bắt đầu. Chuyến phiêu lưu tiếp tục đưa các hạt nhựa đến với các nhà máy sản xuất, nơi mà chúng sẽ được đầu tư hàng triệu đô la để tạo ra các kiểu mẫu chai nhựa bắt mắt, độc đáo. Và đương nhiên, chai được sản xuất ra sẽ về đây, cửa hàng. Người ta phải chi trả cho thức uống mà mình thích, và dĩ nhiên cả cái chai đựng chúng nữa. Nhưng hành trình chưa kết thúc ở đó. Thực tế, con người lại vứt bỏ chai một cách bừa bãi hoặc tái sử dụng chúng như thế này. Nhưng chúng không sinh ra để được sử dụng như thế. Đây mới là tái sử dụng. Chúng ta phải phân loại chúng, thu gom đúng cách. Còn việc tái chế là của nhà máy. Rõ ràng chúng ta tạo ra chai nhựa có khả năng tái sử dụng, nhưng chúng ta lại chưa tái sử dụng như đúng nghĩa mà chai được sinh ra. Hãy làm theo điều bạn nói, giúp chai nhựa được tái sử dụng theo cách của nó. Hãy bảo vệ môi trường.